đấy. Cái con nào mà không phải dân tộc ấy, kênh là tóc nó chuỗi xuôi xuôi. Còn dân tộc ở đây là tóc vẫn cao. Bây giờ thì họ không mặc quần áo nhưng cái tóc vẫn còn. Tóc vẫn còn. Hình như họ cũng được phép cắt tóc. Chứ nó mới dài như thế. Thank you.
Châu, đây chính là Thuận Châu, thị trấn Thuận Châu.